Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, cựu chiến binh đã từng công tác trưởng thành trong đoàn 6 Nghệ An, chúng tôi rất vui mừng được về đây dự đêm giao lưu văn nghệ buổi gặp mặt truyền thống của trung đoàn tại thị trấn Đông Lương. Thay mặt cho anh chị em câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tân Xuân huyện Thiệt Châu, xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, hôm nay lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ quân trung đoàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhân gặp mặt nghĩa tình đồng đội kỷ niệm 48 năm đoàn 6 Nghệ An. Chúc buổi gặp mặt của các đồng chí ngày mai thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, trước khi về đây, đoàn chúng tôi đã thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trở về mảnh đất thuôn bồn lịch sử, dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng chiến sĩ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cũng như các đồng chí, câu lạc bộ chúng tôi có 1/3 thành viên là cựu chiến binh tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến trường BC của những năm 71-72, một thời xẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới đầy tương lai. Vui hơn nữa, đêm nay được gặp các đồng chí, chúng ta cùng nhau ôn lại một thời kỳ khói lửa nhưng rất đổi tự hào. Chúng ta đã góp phần mình vào công cuộc kháng chiến đầy cam go của toàn dân tộc để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin có vui cùng với chương trình văn nghệ của trung đoàn với các tiết mục trời nhớ trời thương, con xin ở lại nơi này về xứ nghệ của em, nhịp điệu cha cha cha, các tiết mục còn nhiều hạn chế, mong được các đồng chí chấp nhận. Xin các đồng chí cho một tràng pháo tay để cổ vũ đoàn chúng tôi. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện ban liên lạc của trung đoàn lên nhận bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ mang tình cảm nồng ấm của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tân Xuân huyện Thiệt Châu gửi đến các đồng chí trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn. Một người hành động rất đẹp, một người nghĩa cử rất đẹp, xin cảm ơn.